Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, dư luận nói quá nhiều về vụ Nguyễn Đức Trung Báo chí cũng tốn không ít giấy mực viết về một đề tài theo đám đông là điều mà tôi không muốn Nhưng đọc nhiều về bài viết về Trung Con nhưng thấy chưa có mấy bài đi đúng với bản chất sự vật nên đành phải lên tiếng Đặc biệt là có cái nhìn công bằng hơn về những cuộc đấu đẫm máu trên sàn quyền lực từ đó suy ngẫm về luật nhân quả vốn là triết lý căn bản của Phật giáo nhưng không mấy ai thấu hiểu một buổi chiều cuối tháng 12 năm 2015 chúng tôi có cuộc giao lưu kỹ thuật trời gôn ở Đồng Dư với sự tham dự của khá đông những chức sắc người gốc Nghệ An chủ nhà sơn cảnh chủ tịch ivk group thì muốn chuẩn bị bữa tiệc khá thịnh soạn ở nhà sàn nhưng rồi khi tiệc được bày ra thì anh cầm ly rượu đi một vòng cụng theo nghi lễ rồi xin phép vắng mặt không khỏi ngạc khạc ngạc nhiên chúng tôi hỏi có chuyện gì vậy rằng tôi lên chào anh Trung một chút rằng chúng con vừa chúng chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội anh em đăng ký lịch đến chào chiều nay mới đến được thư ký báo là tân chủ tịch sẽ tiếp chủ tịch ivkep vào lúc 7 giờ 30 tối nay. Biết gặp chủ tịch thành phố là chuyện lớn và liên quan đến nhiều dự án mà một tập đoàn tư nhân có ý định triển khai, chúng tôi thông cảm cho chủ nhà và ngồi yên dự tiệc. Chủ đề về chung con bắt đầu từ đó. Theo những anh em trong ngành thì Nguyễn Đức Trung là người giàu năng lượng, thông minh, hãnh tiến. Cái tên Trung con xuất phát từ chỗ gặp những nhân vật quan trọng trong ngành Trung thường nhận làm con nuôi, trong số đó thì có cựu bộ trưởng Lê Hồng Anh. Lang thang cơ nhỡ không gia đình cần một điểm tựa, cần một mái ấm nhận làm con nuôi, ai đó là điều dễ thông cảm. Còn Nguyễn Đức Trung không thuộc đối tượng ấy mà có đến với mấy ông bố nuôi. Phải chăng đây là tín hiệu đầu tiên về một tương lai bất ổn của con người hạnh tiến này? Theo một số thông tin thì được biết Lê Hồng Anh là cha vợ của Nguyễn Đức Trung Bởi vì chính vợ của Nguyễn Đức Trung là con rơi của Lê Hồng Anh Bộ trưởng, cựu bộ trưởng Bộ Công an Và Trung con xuất thân là cảnh sát điều tra năm 1990 Bắt đầu tham gia đội trọng án cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội Được đào tạo khá bài bản và kinh qua môi trường thất nghiệt này Mà Chung là người có bản lĩnh Chung làm được, nói được là tay giỏi ăn nói lại được tu luyện nhiều kỹ thuật tân bốc nên biết lấy lòng cấp trên. Là dân đánh án trực tiếp lâu năm nên chung cũng khá giỏi nghiệp vụ săn bắt cướp và khiến cho nhiều cấp dưới nể phục. Như đã nói ở trên thì chung là nhiều có nhiều đàn anh, có nhiều bố nuôi, anh ta cũng có là một kẻ giao du nên có mối quan hệ rộng rãi và có nhiều đàn em. Đấy cũng chính là lý do khiến cho Trung được ủng hộ mạnh mẽ và bước thăng tiến sự nghiệp như diều gặp gió. Tháng 12 năm 2010, Trung được đề bạt làm Phó Giám đốc Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội. Chưa đầy 2 năm sau, tức là tháng 9 năm 2012, Trung được ngồi vào ghế Giám đốc Công an thành phố Hà Nội do người tiền nhiệm Nguyễn Đức Nhanh về hưu. Hơn 3 năm sau, tức tháng 12 năm 2015, Trung nhảy tót lên chức Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội thay Nguyễn Thế Thảo. Nhảy một phát hai bậc từ Giám đốc Công an thành phố Hà Nội bay thẳng lên chức Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội là điều kỳ diệu, không mấy ai làm được điều này. Cụ Nguyễn Du có câu, tài tình chi lắm cho trời đất ghen. Con đường thăng tiến thần tốc của chúng con đã khiến cho những phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội lúc bấy giờ là Vũ Hồng Khanh, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Trần Xuân Việt, Nguyễn Văn Sửu cảm thấy khó chịu và cay cú. Trước giám đốc công an thành phố Hà Nội dẫu đầy quyền lực thì vẫn chỉ là cấp sở. Thế mà chỉ qua một cuộc bỏ phiếu ngày 4 tháng 12 năm 2015 Trung bỗng trở thành cấp trên của họ. Sự thăng tiến thần tốc của Trung con được không ít người trầm trồ thán phục nhưng cùng với đó là số người ganh ghét đối thủ chính trị của Trung cũng tăng lên. Trên sàn đấu, Trung cũng là con người bằng xương bằng thịt, chuyện vướng vào mũi tên hòn đạn của đối thủ hoàn toàn có thể. Nhưng dường như Trung còn quá tin tưởng vào sức mạnh của các ông bố nuôi. Và hơn thế nữa, những quả bom tiền có thể dập tắt sự xôn xao của dư luận. Nguyễn Đức Trung tả sung hữu đột như chỗ không người và không từ mọi thủ đoạn để chinh phục các nước thang của thị trường quyền lực thị trường quyền lực và tổng công ty trùng con. Như đã nói ở phần trên thì những cú nhảy vọt trên nấc thang quyền lực hiếm khi xảy ra trong lịch sử quan chức Cộng sản Việt Nam. Để có nốc nhảy, để có cú nốc ao và nhảy vọt như thế thì Trung đã được sự hậu thuẫn mạnh mẽ của cấp dưới về nguồn lực, phiếu bầu, chấp thời cơ cực nhanh và chi mạnh tay cho cấp trên. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố là cái ghế quyền lực vô cùng hấp dẫn khiến cho nhiều người thèm nhỏ dãi. Trung đã có sự chuẩn bị từ rất lâu, cụ thể là Trung đã thực hiện việc đưa tên tuổi của mình lên một người hùng qua các vụ giải cứu con tin. Vụ thứ nhất là ngày 22 tháng 11 năm 2013, Nguyễn Đức Trung đã trực tiếp giải cứu một cháu bé hơn một tháng tuổi bị chính cha đẻ của mình bắt cóc. Vụ thứ hai, Trung đến giải cứu ba con tin bị khống chế tại khu tập thể Thanh Xuân Bắc vào ngày 16 tháng 9 năm 2014. Trong cả hai vụ này, các cán bộ dưới quyền của Trung đều đã giải quyết xong hết mọi chuyện nhưng đã vẽ ra kịch bản rằng kẻ bắt giữ con tin đòi gặp Trung. Sau đó thì Trung tự tin đi vào trốn nguy hiểm và mọi chuyện kết thúc một cách êm đẹp khi kẻ bắt cóc con tin chịu ra đầu thú và phóng thích con tin vô điều kiện. Sau đó thì Trung đã được báo chí và dư luận coi là anh hùng cứu nhân đổ thế. Đây là bước xây dựng thành danh tiếng rất tốt để cho Trung bước lên những bậc bậc thang chính trị sau này. Năm 2015 là năm then chốt của cuộc đua vào vị trí tứ trụ bước vào hồi quyết định trước khi bước vào đại hội 12 nhằm bầu ra các danh lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ diễn ra vào cuối tháng 1 năm 2016 đầu năm 2015. Hà Nội để xảy ra sự cố hết sức nghiêm trọng là chính quyền thành phố Hà Nội đứng đầu là chủ tịch Nguyễn Thế Thảo đột ngột cho thay hàng ngàn cây xanh bằng các loại cây mới chưa khép tán. Một làn sóng phản đối mạnh mẽ diễn ra không chỉ trên mạng xã hội mà còn cả hệ thống báo chí khiến cho uy tín của bí thư thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị lào dốc không phanh Lại thêm vụ tòa 8B phố Lê Trực bị Thủ tướng Chính phủ chỉ trích công khai vì cho xây dựng sai phép vượt tầng quá cao so với quần thể lăng Hồ Chí Minh Phạm Quang Nghị lúc này đang là một nhân vật số 1 được cụ tổng tin dùng và là ứng viên sáng giá cao nhất từ chức tổng bí thư bỗng dưng mất điểm liên tục rồi chính thức rớt đài dù đại hội 12 chưa diễn ra bị loại về những lý do lãng xẹt. Phạm Quang Nghị đã chút bực tức vào cấp dưới Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội lúc đó là Nguyễn Thế Thảo. Nắm bắt được thời cơ vàng đó thì Trung Con chơi tất tay. Những cuộc viếng thăm Phạm Quang Nghị của Trung Con dày thêm từ chỗ xã giao cho đến thân tình theo kiểu huynh đệ thì thào to nhỏ. Bằng cách huy động vốn cổ phần Trung Con đã có trong tay ca táp đủ nặng đến gõ cửa nhà Phạm Quang Nghị để ông này yên tâm về hưu với khoản tiền dưỡng già. Ghế quyền lực chủ tịch ủy ban dân thành phố Hà Nội đã được ngầm định một số chục triệu đô la và có thể đây là luận điểm của các thế lực thù địch nhưng chưa có một cơ quan chức năng nào bác bỏ luận điểm đó. Đầu tư vào ghế để có quyền, quyền mang lại lợi và trong lợi trước mắt và lợi lâu dài. Lợi trước mắt là những khoản bằng tiền được chi trả trước và sau các quyết định phê duyệt đầu tư, mua sắm, đề bạt, thăng cấp, thăng chức cho đàn em. Để có tiền chi trả trước mỗi kỳ đại hội thì Trung không chơi theo kiểu làm tất ăn cả mà huy động vốn ở những đối tác thân tín theo kiểu tổng công ty Trung Con. Điều này giải thích vì sao các vụ công ty vô danh nhật cường software trúng gói thầu khủng Đầu tháng 8 năm 2016 thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch thành phố Hà Nội, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã trao đổi làm việc với đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn giải pháp phần mềm Nhật Cường để thực hiện thí điểm số hóa hồ sơ đăng ký doanh nghiệp cơ sở. Ba ngày sau buổi làm việc, Sở Kế hoạch Đầu tư có văn bản đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho phép công ty Nhật Cường thực hiện thí điểm số hóa hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của Sở Kế hoạch và Đầu tư theo giải pháp kỹ thuật công nghệ doanh nghiệp, đề xuất và thực hiện miễn phí. Sau đó, ông Trung đã đồng ý với đề xuất này. Gói thầu này trước đó Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội tổ chức đấu thầu công khai và có 4 nhà thầu nộp hồ sơ đủ điều kiện để mở thầu theo quy định. Thế nhưng sau đó, Sở phải tạm dừng theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội là Trung Con. Các nhà thầu đủ năng lực nhưng bị loại một cách tức tưởi bởi quyết định miệng của ông chủ tịch. Chúng con có thêm một số kẻ thù nữa và họ là người đủ thông minh để có thể mở miệng. Cái ghế chủ tịch thành phố được định giá một số tiền lớn 30 triệu đô la. Vụ chúng con chỉ định thầu Nhật Cường Software với gói thầu hơn 40 tỷ. Dẫu rằng lợi nhuận lên đến 90% thì khoản lợi lộc này có đáng là bao nhiêu? Đời sống nó vậy, anh hùng không mấy khi chết ở ngoài biển khơi đầy rông bão mà lại chết trong cái vũng bùn lãng xẹt. Đúng như sự băn khoăn của nhiều bạn, khoản mấy chục tỷ thu được từ gói thầu này không lớn nếu so với các khoản phê duyệt chấp thuận dự án đầu tư bất động sản, chuyển đổi mục đích sử dụng đất hay nâng tầng cho một số tòa nhà chung cư ở những vị trí vàng, vị trí kim cương. Bạn tôi một người chuyên lo giấy tờ cho các doanh nghiệp tiết lộ là quy hoạch tổng thể cho xây dựng xây cao tầng đầy tầng và xây theo quy hoạch khó có lãi muốn xin điều chỉnh chiều cao mỗi tầng tăng thêm mất một căn hộ vị trí ven đô căn hộ cỡ vài 3 tỷ vị trí đẹp mỗi căn trăm mét vuông có giá lên tới dăm 7 tỷ cứ thế mà tính Mỗi năm ở Hà Nội có thêm hàng trăm tòa nhà được mọc lên, kèm theo đó là hàng trăm loại giấy phép. Mỗi giấy phép đều phải có phí bôi trơn, nếu không chờ đến Tết Công Gô. Theo báo cáo của Bộ Tài chính năm 2019, thu ngân sách trên địa bàn thành phố Hà Nội đạt 278.805 tỷ Việt Nam đồng, sấp xỉ với 12 tỷ đô la Mỹ. Dự toán chi ngân sách địa phương là 105 000 885,4 tỷ Việt Nam đồng, tương đương với 4,6 tỷ đô la Mỹ. Với quy mô đó thì nền kinh tế của thành phố tương đương với cả một tập đoàn lớn. Khi dòng tiền luân chuyển đặc biệt và giải ngân cho các khoản đầu tư công, không ai dám bảo đảm là không có tiêu cực. Các chuyên gia lập dự toán thường căn cứ vào giá gốc ở thị trường, cộng thêm mấy chục phần trăm tùy từng hạng mục đầu tư với tên gọi là chi khác hoặc chi phí dự phòng. Trở lại với đường dây buôn lậu có tổ chức xuyên quốc gia của Nhật Cường, đối tác ruột của công ty Minh Hoa do Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa làm giám đốc. Công ty này nhập khẩu điện thoại thông minh từ Trung Quốc với số lượng hàng trăm ngàn chiếc với giá rẻ mang về Việt Nam bán với giá cao hơn nhiều lần. Nếu tính đúng tính đủ thì mỗi chiếc điện thoại ngoài thuế nhập khẩu phải chịu thêm thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng. Thuế thu nhập doanh nghiệp tổng các loại khoản nộp không dưới 20% nhưng Nhật Cường đã sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán tài chính để ngoài sổ sách hàng nghìn tỷ doanh thu. Nguyễn Thị Trúc Chi Hòa là vợ của Nguyễn Đức Trung. Tháng 5 năm 2019, Bộ Công an khởi tố ra lệnh bắt tạm giam Bùi Quang Huy sinh năm 1974, tổng giám đốc công ty Nhật Cường cùng với 8 bị can khác về các tội buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Huy không có mặt tại nơi cư trú nên cơ quan công an đã phát lệnh truy nã toàn quốc và truy nã quốc tế đối với bị can này. Mở rộng điều tra tháng 7 năm 2019, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Quang Huy về tội rửa tiền. Tháng 11 năm 2019, cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố bổ sung Vụ án hình sự về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội và các đơn vị có liên quan. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế cũng khởi tố bổ sung tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng đối với bị can Bùi Quang Huy. Huy lặn một mạch không sủi tâm, vụ án tạm dừng ở đó và mọi liên quan và dính líu mọi sự tiếp tay vẫn nằm yên sau bức màn bí ẩn từng là công an chuyên ngành điều tra tội phạm, Nguyễn Đức Trung đủ võ nghệ để chứng minh rằng chuyện sai phạm của công ty Nhật Cường chỉ là sai phạm thông thường của một doanh nghiệp mà anh ta là người ngoài cuộc. Thậm chí trong một cuộc họp chung còn to tiếng rằng cần phải xử lý nghiêm vụ Nhật Cường khiến cho công chúng thật thà đặt niềm tin vào nhà lãnh đạo thành phố không chỉ khát quyền lực mà khát cả với tiền cũng khát không thu kém gì. Ngoài ra những cú đòn liên tiếp để mở toang cánh cửa nhà Lào để cho Nguyễn Đức Trung chỉ còn một sự lựa chọn duy nhất là ai. Trên sàn đấu chính trường có lúc âm thầm, có lúc công khai với những anh hùng hảo hán ẩn danh hoặc xưng danh, chúng ta hãy bàn ở phần sau. Thưa quý vị và các bạn, thời của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập, công an là cơ quan quyền lực cao nhất, dẫu điều này không được ghi trong luật với danh nghĩa phòng ngừa phát hiện ngăn chặn đấu tranh làm thất bại hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, phòng ngừa phát hiện ngăn chặn đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự an toàn xã hội đã được ghi trong luật. Công an có thể dùng điều này để biện minh cho mọi hành vi của mình. Năm 2010, xứ ta có vụ án nổi tiếng Cù Huy Hà Vũ mà dân chúng vẫn gọi là vụ án hai bao cao su đã qua sử dụng. Để rồi sau đó Vũ bị khởi tố về tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo Điều 88 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự. Tháng 4 năm 2017, vụ việc đồng tâm được đẩy lên cao trào khi mà dân chúng bức xúc về chuyện chính quyền cướp đất của dân giao cho doanh nghiệp quân đội đem bán. Người dân đã nổi dậy bắt giữ 38 cảnh sát làm con tin. Trước sự quyền quyết, tử thú của người dân và do sức ép của dư luận cùng với lãnh đạo cấp trên, Ngày 22 tháng 4 năm 2017, đích thân Nguyễn Đức Trung đã phải xuống gặp gỡ người dân đồng tâm và cam kết không truy tố những người tham gia vào cuộc nổi dậy. Tin vào sự thánh thiện của Trung, người dân đồng tâm đã thả hết các con tin vào cuộc khủng hoảng, kết thúc êm đẹp. Nguyễn Đức Trung lúc ấy được báo chí tung hô lên tận mây xanh và biểu tượng của việc quan chức đối thoại với dân thì việc gì cũng có thể giải quyết được trong một buổi tiếp xúc cử tri ở thành phố Hồ Chí Minh sau đó, Chủ tịch Trần Đại Quang đã đích thân khen cách giải quyết của Trung trong vụ việc này. Việc Trung chào đón như người hùng đã khiến cho cụ tổng giận tím mặt, bởi tư thời của cụ làm bí thư thành ủy Hà Nội cho tới giờ chưa bao giờ cụ tổng được người dân chào đón như thế. Này Nguyễn Đức Trung mới chân ướt chân giáo lên lãnh đạo thành phố mà đã được tung hô nước lòng khiến cho thượng đế cũng phải ghen tị. Biết cụ tổng giận trùng nhũn như con chi chi Ở xứ ta muốn ung dung bước trên con đường quan lộ rộng thanh thang đều phải Có để ý xem quan sát xem cụ tổng nghĩ gì để nói theo cụ Nhiều vị đang thất sủng ngồi chơi xơi nước Nhờ phù họa tốt ghi điểm cộng Nếu đoán được ý của cụ tổng sắp nói để tung hô Chuyện thăng tiến nhẹ như lông hồng Thế mới có chuyện bí thư tỉnh ủy Thái Bình chân ướt chân giáo lên Hà Nội nhậm chức phó ban tuyên giáo mới có lời vàng ý ngọc. Người đứng đầu đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước có thể nói trường hợp đặc biệt này là hạnh phúc của đảng, của dân tộc. Đồng chí là trung tâm đoàn kết của ban chấp hành trung ương để lãnh đạo tập thể bộ chính trị, ban bí thư và quyết định nhiều vấn đề chỉ đạo, điều hành của đất nước nên chúng ta gặt hái được những thành quả như vậy. Trung đam mê quyền lực và quyết tâm thực hiện quyền lực mà quên mất rằng đạo của người quân tử có 5 chữ nhân lễ nghĩa trí tín. Đầu tháng 7 năm 2017 tức là gần 3 tháng sau vụ việc của Đồng Tâm, chính quyền Hà Nội đã trở mặt và kết luận là người dân Đồng Tâm có tội. Đồng thời sẽ truy tố những người đứng đầu cuộc nối dậy. Trung đã hứa với dân giữa thanh thiền Bạch Nhật và đã viết giấy lăn tay nhưng Trung đã không giữ lời hứa đó. Trong một cuộc làm việc của bộ chính trị với ban thường vụ thành ủy Hà Nội về việc xây dựng cơ chế đặc thù, tăng phân cấp, phân quyền cho thủ đô Hà Nội diễn ra ngày 20 tháng 10 năm 2017, Trung đã không được phép có mặt cho dù lãnh đạo Hà Nội có đầy đủ các thành phần. Đó là tín hiệu cho thấy chừng nào Trung tiếp tục là người hùng trong mắt người dân thì Trung sẽ trở thành địch thủ của cả bộ chính trị lẫn phần còn lại của lãnh đạo thủ đô Hà Nội sau cuộc họp trên thì Trung run sợ thực sự và cuống cuồng giải quyết vụ việc này theo cách đổ tội cho người dân Đồng Tâm và loay hoay mãi cho tới nay vẫn chưa ra khỏi được khủng hoảng mang tên Đồng Tâm. Một vị tướng là đàn anh của Nguyễn Đức Trung nhận xét Trung quá say mê quyền lực. Hôm nay vừa mới đạt được một vị trí, một quyền lực thì ngày mai Trung lại muốn có một thêm một vị trí mới, một quyền lực mới. Sự đam mê này tất yếu dẫn đến thâu tóm mọi quyền lực vào tay chỉ một mình. Điều này là tối kỵ nguy hiểm trong bối cảnh tập thể lãnh đạo luôn là một truyền thống, một nguyên tắc bất khả xâm phạm của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó còn chưa nói đến một sự thật là khi những lợi lộc đó có được từ quyền lực của các quan chức, thành phố sẽ bị suy giảm, đôi khi mất trắng chỉ vì sự tập trung quyền lực tuyệt đối vào tay của chúng con. Việc thâu tóm quyền lực tuyệt đối và tham vọng leo cao đã tạo ra một cơn sóng ngầm, những phản kháng kín đáo nhưng khốc liệt với cá nhân Trung Con và ngoài tính toán của Trung Con. Ngày 15 tháng 8 năm 2019, tướng Lương Tam Quan và tướng Nguyễn Duy Ngọc cùng quê ở Hưng Yên, quê của Bộ trưởng Công an Tô Lâm. Và Tô Lâm đã trao quyết định của Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam. Ngày 21 tháng 5 năm 2020, tướng Lương Tam Quang được bổ nhiệm chức Thủ trưởng Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an. Và trước đó, tháng 8 năm 2018, tướng Ngọc được bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Tham nhũng Kinh tế và Buôn lậu. Bộ đôi này với chúng con đã từng là đồng nghiệp của nhau nhưng có vô số chuyện ân oán giang hồ. Sự lộng hành của chúng con trên thị trường quyền lực đã khiến cho các đối thủ cũ và mới phải rút gươm ra khỏi vỏ khi những bài viết về Nguyễn Đức Trung được đăng tải trên trang cá nhân Tôi đã nhận được rất nhiều phản hồi từ bạn đọc Có rất nhiều người công khai, có người âm thầm qua tin nhắn Có người động viên khích lệ, có người thì dè biểu và dạy dỗ rằng phải thế nọ thế kia Rồi khuyên can dọa nạt Như đã nhiều lần chia sẻ với các bạn Tôi đã viết như một thói quen nhằm chia sẻ thông tin, chia sẻ tri chi thức với cộng đồng có hai thứ bạn phải thường xuyên cho đi, đó là tri thức và lòng tốt. Tôi tâm đắc với chân lý này và thường xuyên thực hiện nó. Trong cuộc điều hành đến mọi miền đất của Tổ quốc, tôi đã gặp nhiều người, nhiều nhân chứng lắng nghe, thu thập, sàng lọc và có được những thông tin có chất lượng nhất để rồi kể lại câu chuyện của mình như cách để chia sẻ với quý vị và các bạn về nhân tình thế thái những bài tôi viết về Đinh La Thăng khi anh vừa mới vào bộ chính trị và đang ở thế thăng. Nhưng rồi những hậu quả mà anh Thăng để lại là quá lớn. Đó là những đống nợ, những sai phạm, trồng chất, tồn động lâu ngày, đang bốc mùi và không ai có khả năng thu dọn. Anh Thăng vướng vào lao lý, điều này chứng tỏ ở xứ ta công lý dẫu coi cộng, nhưng chưa bị tiêu diệt. Này thì đến lượt, lượt của Nguyễn Đức Trung, Tôi không ghét gì Nguyễn Đức Trung cũng không được ban phát bổng lộc từ anh Trung Nhưng quan sát thấy nếu anh Trung tiếp tục cách điều hành của mình Nguyễn Đức Trung sẽ tạo ra vô số kẻ thù vây quanh Những xung đột xảy ra là khó tránh khỏi Nền chính trị độc tài đã tạo ra cách đưa thông tin một chiều phiếm diện sự thăng tiến quá nhanh của Nguyễn Đức Trung trên con đường quan chức đã được đám đệ tử tầng bốc hết lời. Sự động viên để cho Trung vững tin trên con đường cống hiến là cần thiết Nhưng sự tăng bốc khiến cho Trung tự tin Tự tin quá mức, kiêu ngạo lại là một mầm bệnh Ngồi vào chiếc ghế danh giá chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nhưng Trung không còn thói quen tham khảo ý kiến, xin lời chỉ bảo của tất cả những ai đã từng là cộng sự chiến hữu là bậc cha chú trong đời, là thủ trưởng cũ trong ngành, và là bậc thầy trong công tác trên chính trường này nữa. Nguyễn Đức Trung là người hùng, là người có quyền ban phát bổng lộc, là những người có quyền dạy dỗ thậm chí là áp đặt luật chơi cho kẻ khác. Có lần giao lưu trên sân gôn với một vị giám đốc ban quản lý dự án Hà Nội, ông này tiết lộ dự án nhiều nhưng ai muốn vào phải có ý kiến của anh Trung. Nếu các phó giới thiệu tôi không dám chắc nhưng Chung thì tự tin đến mức mọi việc to nhỏ đều chỉ tự mình nghĩ tự mình quyết định, mọi ý kiến góp ý gần Chung chỉ nghe chiếu lệ và bỏ ngoài tai, ít khi tiếp thu. Một điều nữa mà không ai, không phải ai cũng nhận được nhận thức được mà làm khi bước chân vào chính trường, chính khách là một nghề là công bộc của nhân dân. Câu này nói mãi nhưng phải. Ai cũng hiểu không phải ai cũng hiểu và ai đó muốn cống hiến muốn làm công bộc đầy tớ của nhân dân thì phải dấn thân. Đó là sự lựa chọn cũng như nghề tu sĩ. Người đời có thể hồn nhiên ăn thịt chó hồn nhiên yêu đương tập bồ nhưng thầy tu thì không. Con đường tu hành là một sự lựa chọn đó là sự khổ hạnh, khiết tịnh và vâng lời. Khi đã chọn con đường đó anh phải theo luật của những người lưu thông trên đó. Thị trường Hà Nội là vị trí rất quan trọng, là chính khách là vị trí của cả nước nhìn vào. Trung đã ngồi vào ghế đó nhưng vẫn không bỏ được cơn nghiện tiền. Nguy hại hơn Trung mang trong thâm tâm mình. Chân lý, mọi việc đều có thể giải quyết được bằng tiền. Cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền. Lý luận này đã tồn tại rất lâu nhưng đến thời của công nghệ truyền thông nó trở nên bất cập. Đây chính là sai lầm của Trung. Thời của mạng xã hội tiền không thể giải quyết được tất cả mọi việc như Trung nghĩ. Và không phải ai cũng có thể bị Trung mua được bằng tiền. Bàn tay che được những khoảng nắng nhưng không thể che được mặt trời. Nếu nghiện tiền thích tiền, ai cũng có thể chọn con đường khác. Làm doanh nhân là vị trí thích hợp nhất cho đam mê đó. Trung đã, lầm, đã nhầm lẫn khi quyết liệt thăng tiến và coi cái ghế quan chức là vị trí để thu lợi. Trưởng thành từ một cán bộ điều tra Trung là một người tài, rất tài. Bằng tài năng của mình Trung đã dùng còng số 8 tra vào tay nhiều tội phạm. Nhưng giờ đây thì chiếc còng số 8 lại tra vào chính tay của Trung con. Trung trưởng thành từ người thực thi pháp luật nhưng Trung không thể đứng trên pháp luật và Trung không hiểu được chân lý đó vì thế mà Trung mất hết tất cả cũng chỉ vì vi phạm pháp luật. Chuyện Trung ta, tra cha tay vào còng số 8 không chỉ là chuyện vui để cho người đời kể cho nhau nghe bên quán nước vỉa hè. Chuyện của Trung là bài học cần phải được tổng kết, đúc rút và nâng lên tầm học thuật. Nguyễn Đức Trung trú tại số nhà 88 phố Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội. Khen cho cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã quyết định khởi tố bắt ông Trung vào đúng vào ngày 28 tháng 8. Còn số 8 gắn chặt với nghề nghiệp của Nguyễn Đức Trung, sinh nghề tử nghiệp, điều này đang vận vào Trung. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn hãy bấm vào nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.